Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cơn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đế nha quý vị ơi. Này cũng to có nha quý vị. Để đẹp đẹp không đây. Tha hồ mình chọn lựa luôn nha quý vị ơi. Hi, chào anh. Em chào anh, chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em có mới dẹp số cây mai để giao lưu với anh em. Để anh em xem tham khảo cây nào vừa ý thì alo em ha. Số điện thoại thì em có để anh tiêu đề á. Hình thức bên em cũng bao sóng một ship hết nha anh ha. Rồi. Cao 70. Mã số 1. Cây số 1. Hoành 19. Hoành 19 anh, hoành 20. 20 phải không? 20. Khoan khoan, mình thấy đo lại kỹ giúp em cây đầu tiên á. Cái nó ngọt cái ha. Ngọt cái quý vị. Sợ bị cấn vướng gì cái. Cấn vướng hay không? Nè phan, để vô đây mới được. Đây phan đây. Rồi 20 dư nha quý vị. Đó. Cụ để gom nha. Rồi xương cành cũng đều đây. Rồi giá luôn nhiêu anh? 450 anh. Rồi xuống cây luôn, 450. Thì tất cả các cây là bao sóng bao ship cho quý vị mình toàn quốc rồi nha quý vị. Rồi mã số 2. Cây số 2 cao 60. Hoành 19. Rồi. Tay cành cũng đều đây. Để luôn. Rồi cho luôn nhiêu anh? 350 anh. Rồi xuống cây luôn. À, 6, 3. Cao 50. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Nhìn không nghe cái bệ đế nó nha. Rồi, giá luôn như anh. 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 4. Uống cao 40. Hoành 21. Rồi 21 hoành. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi cho luôn như anh. 400 luôn anh. Rồi xuống cây luôn. Cao 60. Hoành 17. Mã số 5 nha quý vị. Rồi để em nó. Rồi cho luôn như anh. 250 anh. Rồi xuống cây luôn. 250. Rồi mã số 6. Trên mình không nói ha. Tay cành đẹp quá nè. Cao 90. Chà, hoành bự anh ơi, hoành 30 anh. Rồi, 30 hoành. Tay cành đẹp rất đọt luôn ha. Đọt trên còn có xíu luôn. Tay cành đều rang luôn. Rồi, chậm chậm cái chậu diện ngắm nghe để kỹ cái ha. Rồi, cho luôn như anh. 2 triệu 8 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Số 7. Cao 1m1. Rồi. Cái hoành cũng bự nè. Hoành 30 anh. Rồi, 30 hoành luôn rồi quý vị. Cũ ha. Khuyên mãi anh cây cũ ngay nữa. Cây cũ 47 anh. Rồi, cũ nạc 47 luôn. Tay cành ha cũng đều rang ha quý vị. Rồi mình xuống bộ đế ha. Đó, đều đều nha, đừng nhanh nữa nha. Như vậy vừa vừa vậy ha. Đó, cái củ nạc đó là 47. Đế thì cộng to, xe đều bầu luôn. Chào luôn nha anh. Này 2 triệu 7 anh. Rồi mã số 7, 2 triệu 7. Rồi xuống cây luôn. Mã số 8. Đứng rồi, đứng rồi. Rồi, chiều cam nó.
cao 1m1. Rồi 1m1. Cái hoành. Hoành 35 nha anh. Rồi 35 hoành nha quý vị, hoành bự nha. Tay cành đều. Đọt cũng giót giót. Đó. Tay cành cũng bự không ha. Rồi. Anh cho em cái đường kính bầu em này coi nó mới lớn anh. Quý vị có chốt gì chuẩn bị chậu với bọn 55 ha. Anh. 55. Để xè đều luôn ha. Rồi mình cho luôn nhiêu anh? 3.6 anh. 3.6. Rồi, xuống cây anh em ơi. Mã số 8. Rồi tiếp tục mã số thêm trong nhà. 9 luôn. Cao 90. Rồi. Hoành 29. Rồi, 29 hoành. Thân cành quý vị ngắm cái kỹ thân cành ha. Rồi để luôn rồi quý vị. Ngắm kỹ nha. Đặt cái chân này ha. Rồi, giao luôn nha anh. 1.8 anh. Rồi, 1.8. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 10 luôn. Đây, em này tay cành đều rang hang giót đọt luôn. 1m2. Rồi, cao 1m2. Hoành 35. Rồi, 35 hoành nha quý vị. Mấy hồi... mình xem kỹ lại nha quý vị. Đây tay cành quá lực luôn ha. Anh dừng lại giúp em cái ha. Như nãy mình đã hơi bị cấn cấn cái. Cấn cái cọng rễ này đây. Đây 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 nè. Nhà em đo dưới này được không? Đó thì dính ở cọng rễ luôn rồi đó ha. Con rễ nhỏ đây. Trên đây hả? Đo trên đó đi, đo không cấn á. Đó đây cũng 35 nè. 35 ha. Đây. Đây. Đó, này nên cho kỹ nha quý vị nè. Ê, xíu nữa. Đó, 35 ha quý vị, đó không có cắn nha. Tại thấy có cái cọng rễ đó, tại mình xác định lại ha quý vị nè. Đó. Đây ha. Con rễ nhỏ đây. Đâu đây không có cắn nha, 35. Đó, anh sẽ giúp em vòng hai vòng nữa ha. Đó, cây này quay kỹ cho quý vị xem ha. Cây đẹp ha, tay cành nè. Lực ha, bự ha. Đó, bự lực nè, đặc biệt là cái đoạn này nè. Quá xa ta cành to ha. Đo cành tay em nè anh. Bự ha. Rồi chậm chậm em xuống đế cái. Đế con khổng con bự luôn ha quý vị. Hoành 35 nhưng quý vị. 35 là chắc luôn á. Rồi cho luôn nhiêu anh? 4 triệu anh. Rồi 4 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 11. Cao 1m3. Rồi 1m3 cao. Hoành 32 anh. Rồi 32 hoành. Tay cành hả gì? Rồi đế đây. Rồi cho luôn nha anh. 2.5 triệu anh. Rồi xuống cây 2.5 triệu. Mà số 11. Rồi tiếp tục số 12 luôn. Cao 45. Rồi. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, cho luôn như đây anh. 550 anh. Rồi, xuống cây luôn. 550. Rồi, số tiếp theo luôn. Rồi, chiều cao. Cao 80. Rồi. Hoành 17. 17 hoành. Tay cành cũng đều đây ha. Rồi, đế luôn. Rồi, cho luôn như anh. 300 anh. 300. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Cao 70. Rồi. Hoành 19.
19 của anh. Em này là mã số 14 nha quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn như anh. 400 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. 15 luôn nha quý vị. Cao 90. Hoành 19. Rồi, 19 của anh. Xuống cành luôn. Rồi, đế luôn. Rồi, cho con dòng nó đi ha. Rồi, cho luôn nhiêu anh? 350 anh. Rồi, xuống cây luôn. 350 quý vị. Rồi, mã số tiếp theo. 16, cao 1m. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, xuống cành luôn rồi quý vị. Rồi, để luôn ha. Để còn bắp. Rồi, vô luôn như anh. 350 anh. 350. Rồi, xuống cây. Số 17. Cao 1m1. Hoành 18 anh. Rồi, 18 hoành. Ở xương cành. Rồi, để luôn quý vị. Để cũng đều quá nè ha. Rồi, cho luôn nhiêu anh? 350 luôn anh. 350 à. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 18 quý vị. Cao 80. Hoành 19. Rồi. 19 của anh. Thôi mang cái 25. Rồi, để luôn. Rồi, xây luôn. Rồi, cho luôn nha anh. Cái này 300 ngàn à anh. 300 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cao 70. Hoành 19. Rồi. Tại cành cũng đều trơn này ha. Rồi, đế nôm cũng xè đều dữ luôn nè. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Này 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 10. Số 20 hay 19 nha anh? Cây này 20 anh. 20 ha. 20. Rồi, chiều cao nhiêu? Cao 80. 80. Hoành 19. Rồi. Rồi, xuống cành luôn nha quý vị. Để luôn. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 350 anh. Rồi, xuống cây, 350. Rồi, mã số 21. Cao 80. Rồi. Đo đây nha anh. Dạ. À, 20 hoành anh. Rồi, đo ngay cổ, 20 hoành. Rồi, đế quý vị. Rồi, vô luôn như anh. Cái này 350 anh. 350. Mã số 21 xuống cây luôn. Số 22 luôn. Cao 90. Hoành 19. Rồi. 19 của anh. Rồi, để luôn quý vị. Để đặt hết trơn. Rồi, vô luôn nhiêu anh? 350 anh. 350. Rồi,
xuống cây. Rồi anh qua lô nha anh. Rồi qua, qua số, lô. Lô số 1 ở trong anh ơi. Chịu khó để vô cái. Này mình có 1, 2, 3, 4 lô. Lô ha. Này, để hơi chặt. Hoành 10 cho tới cái này nhiêu đây? 13. 10 tới 13 hoành. 10 tới 13 hoành, 15 cây nha anh. Lô số 1. À đây, nhiêu đây đây. À, 15 cây. Đúng rồi, 13. Tai cành có nè, đế có nè. 12. 12 đi cho chắc. 10, 12 hoành nha. 12 hoành ha. Quá trời nóng. Có vậy. Để quý vị. Rồi lô này 15 cây. Cho luôn nha anh. 1 triệu anh. 1 triệu 15 cây này luôn. Yeah. Bao ship luôn. À, giá này đưa ra làm bao ship tới nhà rồi nha quý vị. Rồi lô số 2. Lô số 2 hoành 13 14 hoành nha anh. 10 cây ha. 10 cây. Rồi 10 cây. Rồi cái gì nó mới đế cái ha. Bắt từ em này đi ha. Rồi bên đây. Năm em bên đây nữa ha. Sống tới đâu rồi. Đừng qua xa ha. Rồi lô số 2 này giao lưu nhiêu anh? 1 triệu 3 anh. 1 triệu 3 ha. Dạ. Rồi qua lô số 3 ha. Lô số 3. Hoành 15 cho tới 18 hoành nha anh. Này có 16, 18 hoành. Nhiêu cây? 10 cây anh. 2, 4. Này tông cũng cao cao hả quý vị? Đó, cao cao. Có một cây kia nó hơi thấp thấp chứ còn 9 cây bên đây cao cao ha. Tại cành cũng đều đều không hả quý vị? Rồi để luôn. Quý vị nghe kỹ nha. Đó, hoành bự hơn. Đó, đế cũng đặc đặc không ha, đế cũng đẹp hơn đó ha. Kỹ nha. Hôm nay quay ở đây hơi chật. Đó. Vậy ngắm nghe kỹ lại ha. Đó, nằm em bên đây ha. Qua nằm em bên kia nha quý vị. Đó, nằm em đây ha. Để đặt đế trên đây ha. Rồi này lô số 3 ha. Dạ. 10 cây đế đẹp. Giao luôn nha anh. 1 triệu 7 anh. Rồi triệu 7 ha. Triệu 7. Rồi lô số 4 đây quý vị. Lô số 4 hoành 17 tới 10 hoành 17 tới 10 mấy. 17 tới 19 nha anh. Anh cho em cái cây cái đó hả? Cây giữa nè. Giữa hoành hơi yếu à hả phải không? Này chắc hơi yếu hơn so mấy em kia quá. Cái này phải không? Cái đó rồi đó đó. Đúng rồi anh ơi, 16. 16 ha. Cái đó thấy nhỏ nhất thôi. 16 tới 19 ha. 16 tới 19 chắc ha. Để đẹp không nha cái gì? Đủ trơn ha. Rồi nó hồi thì đặt kẹo trơn à. Vậy anh đang vậy ha. Đó, qua năm em bên kia những cái gì. Rồi, năm em bên đây đây ha. Đó, vậy ngắm nghe kỹ nha. Rồi, lô số 4, cho luôn như anh. 2 triệu anh. Rồi, cũng là hết clip ha. Yeah. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha.
thì quý vị ơi, trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Cường ha. Thì số điện thoại của anh Cường để trên phần tiêu đề nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.